Em chào các bác, em ở bên Đèn Thông Minh Nghi Lộc ấy, bên ý em review cho các bác coi một cái con wifi thì cực chất luôn. Con ý thì xong thì vô cùng xong, xong như xong biển cơ lọ. Đúng là thật xong thối rồi, chứ mà cũng đẹp mà ngon lành. Đầu tiên là mở hộp phần ra này, dây tờ này các bác đừng có quan tâm. Thứ hai là con ý là có đồng hộp rất là kỹ càng, bao bông, bao biệt đầy đủ nha các bác nha. Đó, các bác chờ. Nói chung là yên tâm về chất lượng sản phẩm, giá thì rẻ vô cùng rẻ luôn, có 375.000 này. Mua về dùng cả năm. Tiếp theo là có dây màng này, với lại một cục nguồn nha. Các bác bóc cái cục nguồn đi ra này, các bác cầm vô cắm này. Đó, cầm vô cắm mới có đèn, nhưng cầm lên mất ra đèn. Đó, tiếp theo là cầm vô này, các bác như cái lò này là cái chỗ xinh xê như là cầm cái dây màng lan đấy nhá. Đó, để túi cầm nguồn vô này. Một bên cái dây nguồn này là có cái nút reset, reset nó khởi động lại này. Giữ cầm cái dây màng lan này vô cái chỗ ô xinh xê như các bác nhá. Muốn cài đặt được màng dây thì cầm vô, còn màng không dây thì cũng cần phải cầm. Đó, để em cầm vô rồi này, nhưng mà cái dây này là nhờ cầm vô cục wifi chu của nhà, chứ không cầm vô thì không có đèn, cũng có màng đó. Tiếp theo là em vô cài đặt trên điện thoại cho các bác coi này. Đó, ở trên iPhone thì vô cài đặt tìm wifi là hình tên là tên đá 8370 đó này. Đó, có chữ tên đá là được, vô kết nối hình đi. Xong là tiếp theo là mở ra một cái trang mới này. Ở đoạn này là nhìn các bác hãy nhìn cho kỳ này. Muốn cài đặt không dây thì bấm vô cái nút trò giờ này này, trò chữ Dynamic IP này này. Đó, nút có dây á, còn nút không dây thì bấm nút POE một bên nhá. Đó, này, em bấm lại cho các bác coi. Dynamic như là không có dây này, còn bên này POE là không dây này. Ừ, dòng này là Usenim là hình cứ viết ADMIN là Admin á, mật khẩu cũng rửa Admin. Cái đoạn tên đa này thì các bác một xóa đi thì đổi tên này. Tôi tên chí thì đều được, tên mô là bác yêu được, tên vợ bạc được. Mật khẩu thì tùy, chọn số chỉ khó khó bấm cho hẳn đỡ bắt trộm wifi. Đó, em bấm 1-8 thôi, xong bấm ok là hẳn được màu xinh xê nhỉ. Xong vô quay lại cài đặt camera, quên cài đặt wifi là bắt lại này. Bắt lại vô cái tên hồi nãy các bác cài, ví dụ tên vợ thì bấm vợ, tên vợ vô nhà chứ bấm tật là cũng được. Đó, cho hẳn kết nối, vẫn kết nối được thì tắt wifi tìm lại. Đó, chờ hỏi hẳn ta màu vơ ghé xinh xê chứ vê xinh xê như là được đấy nhá. Đó, rồi để ri là được này. Đó, có tiếp theo là các bác quay lại này, trên Samsung thì vô cút cô chôm, mà trên iPhone thì vô Safari nhá. Tiếp theo là ta bấm này, thường thường nhà sản xuất yêu cầu là ta bấm theo địa chỉ IP là IP đó là 192.168.0.1, chứ mà bấm hẳn ra trăng xoa đi là cũng được thôi này, là cũng cài đặt được. Đó, các bác bấm lại, vô lại Safari bấm lại tên là tendawifi.com nha, chứ không chỉ là bấm Mari là mì vô được này. Đó, thành ra cái chữ đầu thú với cái cục thế giới tròn tròn mà chưa cho chí nên là vì chưa cài đặt nữa. Tiếp theo là em giới thiệu bấm cái nút ba gạch đi lên này. Ừ, cái trò mà chữ internet setting á là các bác bấm vô là cái đoạn như đoạn đầu á, khi các bác cài đặt không dây là bấm ppoe, còn có dây là bấm Dynamic IP nha. Các bác bấm vô cái cột sóng thứ tư nữa nè. Đó, đoạn ní các bác đừng có quan tâm nha, bác bấm vô chồng Innovasol đấy nhỉ. Đó, cái chồng thứ hai nè. Đó, rồi tiếp theo là các bác tìm qua cái wifi nhà tao mua. Đó, nhà tao mua là bấm vô lò nơi nhá, chứ đừng có bấm nhà họ nó bắt được không. Rồi, nhà nhà em là em bấm là xong rồi, đoạn ní bấm mật khẩu nhà các bác vô này. Nhà nhà em là em có mật khẩu em bấm vô nè. Tiếp theo các ta bấm cái ok, đó là được. Rồi, hình hiện ra cái ok chữ là ngồi chờ cho được 100% là ok nha các bác nha. Chữ thì ngồi nghe nhạc mà chờ thôi. Đó, ngồi chờ đi tiếng mạnh chi thì mạnh điếu thuốc cũng được. Chuẩn bị được rồi đó, các bác quay đoạn đi này để em chi cho đoạn Ari là ok rồi nha. Giờ các bác quay lại, rồi các bác vô phần cài đặt wifi, các bác vô lại cái tên wifi hồi này các bác đặt
chọn kết nối. Khi kết nối được rồi nè thì các bạn tiếp theo là các bạn vô kiểm tra hoạt động xong mới là ok chưa. Rồi vô YouTube tìm được hoặc là vô trên mạng Safari đi cho chạy cho khỏe này. Tiếp theo các bạn vô YouTube này bấm bất kỳ một bài mới đâu được đó, bấm đi, bấm tắt thì xóa rồi bấm lại được nhá. Rồi bấm vô nghe nhạc ok là được rồi, giữ ok chưa, xong hoạt động bình thường nha các bạn nha. Xin chúc các bạn thành công, chào và tạm biệt.